Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một bộ combo bàn phím và chuột không dây của Mophie nhé. Em này thì có rất là nhiều màu dễ thương như màu hồng loli, màu xanh sky, màu xanh min. À quên, còn cái em màu đen loli này nữa này nha. Trời ơi, cái bộ bàn phím gì đâu mà quá trời màu dễ thương, nhìn là muốn xỉu lên xỉu xuống rồi à. Em này thì được thiết kế hai cái thanh nâng phía sau. Công dụng của hai cái thanh này là giúp cho mọi người gõ phím được linh hoạt hơn và đỡ mỏi tay hơn nữa đó nha. Đi kèm với bàn phím thì mình được tặng thêm hai viên pin, một viên thì để gắn vào bàn phím, viên còn lại thì mình sẽ sử dụng cho chuột nhé các bạn. Bàn phím này sử dụng wireless nên nó sẽ có một USB với đích con chuột. Bạn nào muốn dùng thì chỉ cần lấy ra và cắm nó vào laptop, máy tính bàn hoặc TV là có thể dùng được nha. À, xém quên nữa, em này còn có thể sử dụng được cho điện thoại và máy tính bảng được luôn nhé. Bên góc phải trên cùng của bàn phím ta có ba đèn báo hiệu. Đèn đầu tiên là đèn báo hiệu tắt mở nút num clock, đèn thứ hai là báo hiệu nút khép lock và đèn thứ ba là báo hiệu lúc gần hết pin nhé.